Theo các nghiên cứu, đông trùng hạ thảo là loại thảo dược quý hiếm giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, thường dùng làm cống phẩm thượng hạng để dâng lên các vị vua chúa. Nghiên cứu chỉ ra rằng, trong đông trùng hạ thảo có chứa 17 loại axit amin cùng với hàm lượng B12, A, C, B2, E, K, nguyên tố vi lượng, D, manniton dồi dào, rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, đông trùng hạ thảo còn có 30% protein, 8% chất béo và đường manniton, là những chất thiết yếu giúp cung cấp năng lượng và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Sau nhiều năm dày công nghiên cứu và thử nghiệm, đội ngũ nhân sự chuyên ngành công nghệ sinh học, thực phẩm, dược học và y học cổ truyền đã nuôi cấy thành công đông trùng hạ thảo, đạt chuẩn chất lượng quốc tế tại Việt Nam. Hector sâm, chiết xuất từ đông trùng hạ thảo, cùng 4 loại sâm quý, giúp bồi bổ, phục hồi sức khỏe phù hợp cho người mệt mỏi, làm việc nhiều, mới ốm dậy. Giải rượu, thải độc gan, giúp tỉnh táo và khỏe khoắn. Hỗ trợ tăng cường sinh lực, sinh lý. Tăng cường quá trình trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch và các hoạt động của cơ quan chức năng tim, gan, thận, phổi. Rất tốt cho người bị gút và tiền đình. Cách sử dụng, mỗi ngày một chai, sử dụng đều đặn trong khoảng 2-3 tháng, tùy độ tuổi để có hiệu quả toàn diện. Có thể dùng thêm một chai tại thời điểm mệt mỏi, vận động mạnh hoặc mới đi tiếp khách, rượu bia về. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.